thoát ly khỏi gam màu đen truyền thống. Năm nay, các mẫu vest nữ thu đông tiếp tục theo đuổi những gam màu pastel sang trọng như hồng nút, xanh pastel hay màu trắng cá tính và tông cam nổi bật. Tại The Nude, các mẫu vest luôn được cập nhật liên tục và cải tiến chất liệu vải sao cho phù hợp với những ngày mưa thu ẩm ướt của Việt Nam. Bên cạnh một số họa tiết mới như kẻ sọc, in hoa văn nổi, các mẫu vest đen trơn, hồng trơn vẫn tiếp tục bán chạy với chất liệu vải thấm hút mồ hôi và khử mùi tốt hơn. Năm nay nó không có khác gì những cái mẫu vest năm ngoái, thì chỉ có thêm là họa tiết rồi những cái đường nét nhấn nhá để tạo sự khác biệt cho mỗi cái áo vest. Người ta chú trọng chủ yếu là áo tay dài nhiều để cho mấy bạn mặc có thể là đi chơi được, đi làm được và không có sợ bị cứng cáp. Bên cạnh những mẫu vest có sẵn, The Nude còn hỗ trợ tư vấn giúp khách hàng lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng. Các khách hàng có nhu cầu riêng về số đo cũng có thể đặt may tại cửa hàng. Quý khán giả quan tâm có thể đến trực tiếp cửa hàng tại 233C Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn mua hàng với mức giá từ 3 triệu đồng một bộ.